Ôi rồi ôi, game này là dễ, game này là dễ. Thằng Alan bên kia gà lắm, trận trước nó hên, nó có con bò chung team găng cho nó thôi. Thằng đó đánh tệ lắm ông ơi. Ui, tôi thông thạo 6 cơ miêu luôn á. Đâu ra vậy ta? Thằng vô mặt tôi rồi. Dạo này hay có mấy thằng nó lắp mặt tôi vô, nó đánh mấy con tướng fit mà nó fit banh xác luôn anh em à. Hôm trước có thằng nào đánh con Salad chết đâu, hình như 14 mạng hay gì á. Điên thật chứ. Đéo hiểu sao nó có thể cầm con Salad và chết 14 mạng được. Hồi nãy thằng Thái Lọ nó kêu spam kêu là Optimus thu C4 nên em chiến C4, giờ chơi tốc chiến em lượm rồi à. Nhưng mà sao em chat tên thằng C4 thì em viết hoa mà em chat tên anh em viết thường. Thế là em đang phe nào? Trời ơi, con Javan nó dở. Cái pha đó tao với lại bà ngoại tao găng cũng giết được con Yasuo nữa. Tệ thật. Yasuo mày me giết tôi hoài vậy ta. Ok. Không lẽ mày sống? Mày sống á. Mà mày sống hộ. Oh shit baby. Hơi đau đấy đây nè. Ơ okay, kìa anh trai, con xe kìa anh trai. Trời ơi anh trai. Xe đấy. Ô tô đấy anh trai à. Thứ mà bao nhiêu người Việt Nam mong ước mà không có được đấy. Ghê ghê. Ghê đấy. Bạn hơn một level bạn đánh hơi bị ghê đấy. Bây giờ sao chạy? Nói cho mất nghe coi bây giờ sao bạn chạy. Cái vấn đề á là cái vế đờn ta mà chạy được rồi luôn rồi 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 xong out trình bên kia bị out trình nè đá vô cái cục gỗ bạn nhẹ ôi trời ơi ghét luôn đi con Yasuo rồi. Yasuo trận này đi chính thức tuyên bố thằng Yasuo đi trời e hụt thôi mà. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là bạn bị Red đánh silo bạn hiểu không? Bạn bị Red đánh silo bạn hiểu không? Ngươi chạy. Vuốt cái quy mày cái chạy chơi được không? No! Em với cô ấy chỉ là bạn thôi, em nói thiệt. Thằng Yasuo đi. Tua này xong. Xong, easy. Mày ơi ơi nó còn lướt cho tôi nữa. Combo. Để tao cái nét hợp lý. Ôi kìa. Căng bên trai. Chính thức tuyên bố Yasuo lại đi. Con Yasuo đi. Bể con Yasuo đi luôn. Không mà tính ra cái con Camille này nó có cái chiêu chịu hồi Yavan mạnh ha. Nó lỗi thiệt chứ. Sau bao nhiêu lần nẹp của Riot tới bây giờ nó có cái chiêu chịu hồi vẫn mạnh. Thèm con xe lắm đúng không? Thèm lắm đúng không? Vuốt vô cái đầu mày cái được không? Đúc vô cái đầu mày cái được không? Đi! Trời ơi! Out trình. Quá out trình. Không có cái chuyện mà bạn đứng lại bạn ăn được cái quay lính này đâu. Bạn hiểu không? Nè. Mình biết là bạn đang đứng ở đâu đấy. Đúng chưa? Ôi rồi ôi. Han đánh như thế thì làm sao mà Han giết được em? Nè nè, Yasuo nè, ăn lính với tao nè. Ăn lính với tao nè. Mày đi chỗ khác. Mày không có ăn một con lính nào hết trơn á. Ok. Vuốt cái đúp cái được không? Vuốt cái đúp cái được không? Nó làm những cái nước kìa bỏ. Nhìn coi coi nó làm cái gì á. Ai nói là mày sẽ được lượm con cái nước giờ hả? Ai nói là mày sẽ được lượm? Mày chỉ được ăn thôi. Mày chỉ được ăn thôi. Mày ăn con khe nứt một xị. Ít trời ơi, con khe nứt đẫm máu là có thật anh em à. Tiếc quá. Đừng đô lắc hả? Ôi sao trên người tôi vẫn có con Red vậy ta? Thôi đi về đi anh hai. Về đi. Thôi được rồi, chưa tới giờ ăn đừng có gõ. Về đây. Đi về đây. Trời ơi. Hai anh
trai ảo thật đấy. Japan ơi, hay quá đây nè, anh nào cũng hay, game đánh anh nào đánh cũng hay. Cái red lại thuộc về con bò. Hình như là cái red này là từ đầu game tới giờ là nó còn tồn tại luôn đó anh em ạ. Red này là cái red 1 của team 2 đó. Trời ơi, AD lao vào xong đéo có hỗ trợ luôn. Lao vào hết level à. Khó khăn quá, team 2 khó khăn quá. Bê tắc, bê tắc. Đéo hiểu tự nhiên đâu lòi ra con cơ miêu của ông bảy núi mà nó ác. Ác ồn. Rồi. Thấy, thấy tao lấy cái gì của nó chưa? Nè, con này ẩu rồi. Thôi bỏ đi. Hay. Quá hay. Tôi làm cái quần què chống pha vừa rồi với trời. Ô oh. AK. Không 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 không. Ơi thôi 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 thôi. Em không có chơi cái môn này mấy anh ơi. Em không có chơi. Đâu ra cái bộ combo Yavan cái gì? Đây Nam bọc sau lưng người Yasuo đứng đằng xa rồi vậy trời. Chơi chiêu đó thì ai mà đỡ cho được. À cho nó đi bay. Ép ôn rồi nè. Trời ơi. Nó ép ôn không? Không tha thứ được sao? Thèm con xe dữ lắm. Thèm con xe dữ lắm đúng không? Thèm, thèm con xe. Thèm con xe dữ lắm đúng không? Thèm lắm. Cuộc sống mà. Có làm thì có ăn bạn ơi. Ở nhà chạy ra đồ ăn con xe thì ăn nhất. Ăn nhất ăn nhồi nhùi. Rồi xong 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 nữa xong nữa. Lại xong gờ lại luôn. Không có chạy đâu hết trơn á. Không có chạy. Kiệt sức là tao không giúp quy chuẩn mày được hay cái gì hả? 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 Ai chỉ mày cầm kiệt sức khi đi với cơ miêu vậy? Tức là làm sao? Trời ơi, tao nói nó dở thì thôi á. Rồi vú cái quy cái coi. Rồi vú cái quy cái coi. Ờ kìa. Đá, đá quy luôn. Cầu. Đánh. Rồi, thằng này đứng lại. Đứng lại cho tao. Ôi trời ơi. Ấp đấy. Rồi cút luôn. Con ven cút. Mày làm như nó mạnh lắm vậy. Con da van coi kìa. Đúng kinh khủng luôn á trời. Phút thứ 22 10-0-16. Đáng sợ thật sự. Con nó cầm cây thương kìa. Cái này cái cây AK chứ đâu phải cây thương đâu mấy cha. Cái này kia AK mà. À. Mày hơi ẩu đấy, tụi mình mới bắt một người rồi đấy. Mày đi. Không ra ban thì tôi mà lại chết được ta. Đó bèn này nó liều. Rồi sao ra khỏi cái R được? Sao ra khỏi cái R được? Ra khỏi cái R kiểu gì? Đá mình được đá cái đầu mình luôn. Bởi vì luôn. Ừ thử. Ngọt quá. Là victory.
hiện hành.